Theo nghiên cứu của đơn vị nghiên cứu thị trường Kantar, 76% người Việt Nam sống ở thành thị đang có xu hướng cắt giảm chất béo và họ cho rằng như vậy là ăn uống lành mạnh để tốt cho sức khỏe. Trong quá trình ăn uống hàng ngày thì mình cũng hạn chế chất béo bằng cách là ít ăn thịt mỡ hoặc là hạn chế đồ chiên xào. Nhà mình có người lớn tuổi nên mình hạn chế dùng thịt mỡ, nội tạng động vật, hạn chế các món chiên xào. Nhưng như vậy thì không biết có đúng không? Theo các chuyên gia, cắt giảm chất béo ra khỏi khẩu phần ăn là chưa hợp lý vì đây là một trong bốn nhóm chất thiết yếu. Thay về vấn đề về cắt giảm thì chúng ta cần phải thay thế nguồn chất béo. Ở đây là chúng ta giảm đi các nguồn chất béo có hại và bằng các những nguồn cái chất béo có lợi, đặc biệt là trong các loại dầu ăn, ví dụ như là dầu đậu nành, dầu gạo lứt, dầu hướng dương. Đây là những cái vấn đề mà rất là quan trọng bởi vì nó sẽ là chìa khóa để giải quyết các vấn đề về sức khỏe. Theo các nghiên cứu của tổ chức WHO, FDA, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều nghiên cứu về công dụng của ba loại dầu thực vật có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sử dụng dầu ăn kết hợp từ ba loại dầu trên có thể là sẽ là một giải pháp tối ưu để đa dạng dưỡng chất và bổ sung cùng lúc nhiều loại chất béo tốt cho cơ thể. Dầu gạo lứt, dầu hướng dương và dầu đậu nành. Và công thức kết hợp độc đáo của nghiên cứu sẽ giúp thừa hưởng cái lợi ích của từng thành phần và tối ưu được cái công dụng đối với sức khỏe. Thay vì lo lắng cắt giảm chất béo, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần lưu ý lựa chọn nguồn chất béo phù hợp và ăn uống điều độ vì chất béo là nhóm chất thiết yếu giúp cung cấp năng lượng, cấu tạo nên màng tế bào thần kinh, hòa tan vitamin, đảm bảo cơ thể khỏe mạnh.